Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời Sống Hằng Ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 6 tháng 9, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Nói Sự Thật Trong Đấng Christ, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến câu 29. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến câu 29, bản truyền thống hiệu đính. Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối. Hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Câu gốc hôm nay được chép trong Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối. Hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Một người đàn ông nọ rất giỏi trốn phạt giao thông bằng cách nói dối. Khi ra hầu tòa trước nhiều thẩm phán khác nhau, anh ta luôn kể cùng một câu chuyện. Tôi chia tay bạn gái và cô ấy lấy xe của tôi mà tôi không hề hay biết. Ngoài ra, anh ta cũng bị khiển trách nhiều lần vì hành vi sai trái trong công việc. Cuối cùng, các công tố viên đã cáo buộc anh ta 4 tội khai man, 5 tội giả mạo vì nói dối trước tòa và cung cấp các báo cáo giả danh cảnh sát. Đối với người đàn ông này, nói dối đã trở thành thói quen suốt đời. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng nói thật là thói quen quan trọng trong lối sống của những người tin Chúa Giê-xu. Ông nhắc nhở người Ê-phê-sô rằng họ đã từ bỏ nếp sống cũ khi phó thác cuộc đời mình cho Đấng Christ. Giờ đây, họ cần phải sống như những con người mới, thực hiện những hành động cụ thể trong đời sống mình. Một hành động phải chấm dứt là loại bỏ sự giả dối và một hành động cần phải thực hành là nói thật với người lân cận. Sự thành thật giúp bảo vệ sự hiệp nhất của hội thánh, nên lời nói và việc làm của các tín hữu Ê-phê-sô phải luôn có tính xây dựng. Nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ, chúng ta có thể phấn đấu để luôn bày tỏ lẽ thật trong lời nói và hành động của mình. Khi ấy, hội thánh sẽ được hiệp nhất và Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh. Điều gì sẽ giúp bạn luôn nói sự thật? Lời nói của bạn phản ánh cuộc sống mới trong Đấng Christ như thế nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ sự giả dối và mặc lấy lẽ thật của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.